Bản tin nóng hỏi ngày hôm nay, Nshop sẽ cập nhật đến các bạn những gương mặt đẹp trai nhất tháng. Đó chính là những đại gia đã sở hữu siêu phẩm RX-78-2 Gundam PG Unleashed 1/60 đầu tiên tại Nshop. Bây giờ cùng xem đó là những ai nhé. Bạn có thể cho Shop biết cảm nghĩ của bạn khi là một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm PG này tại Nshop không ạ? Nói thiệt á, với chị Mẹo á, ban đầu thì có cảm giác hơi căng rất một chút. Nhưng mà thôi, tất cả vì đam mê mà. Wow, bạn mua vì đam mê, vậy chắc là để ráp và để review với các fan YouTube đúng không nè? Chính xác đó chị Mẹo, giờ em mang về rồi ráp luôn nè.
Thấy sao về em PG siêu đỉnh này, có đáng đồng tiền không? Thì em này quá trình lắp ráp á thì cũng tương đối dễ, không đến nỗi là quá khó. Với hơn 90 điểm khớp khác nhau chạy dọc từ trên xuống kết hợp với các bát aluminium thì mình nghĩ chắc phải mất vài ngày để mình chơi và trải nghiệm thì mới có được những review chân thật chính xác nhất gửi đến các bạn. À, các bạn nhớ like, share và subscribe channel của Nshop để đón xem clip review sắp tới nha. Tạm biệt.